Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay mình làm món này nghêu xào lá quế. Mời bạn nào mà không thích ăn chay thì mình hãy nên thử một món này đi. Đừng có chê món chay của mình nha các bạn. Thơm nhiều mà không tanh mà rất là béo ngon luôn. Cũng không thua gì món mặn đâu bạn. Ông xã mình là mê món này luôn á. Mình có làm món kho quẹt thì các bạn cũng rất là thích. Thì cái món này thì mới thấy còn ngon hơn cái món kho quẹt nữa các bạn. Mình làm rất là nhanh luôn, 10 phút 15 phút là mình có ăn rồi. Đậu hũ này hôm nay mình chọn là đậu hũ loại non nha các bạn. Non càng mềm nhiều là càng tốt. Mà cái hiệu này thì mình ăn mới thấy cũng rất là béo. Mình làm hôm nay là 312 gram và nấm. Ở trong nhà hàng mới ăn á, là không có nấm nhưng mà mới thấy để cái nấm này vào thì ăn ngon hơn. Ớt. Chút ít hành hương mới bào mỏng ra. Các bạn có thể thay thế bằng bơ rô nha. Cái này khoảng 2 muỗng canh. 2 lóng tay gừng. Và khoảng 1 chén lá quế. Và nấm này cắt làm hai ha. Mình chừa chút ít để cho mình để lên mặt và sau đó còn nhiêu đây thì mình cắt ra hết ha. Rồi mình để chảo bật lửa cho nóng lên ha. Và mình cho vô đây chút ít dầu. Mình cho hành hương này vào nha. Và với gừng luôn. Rồi cái hành nó đã vàng rồi các bạn. Mình cho vào đây chút ít tỏi nha. Tỏi này mi đã ngâm với dầu. Cái này nó hơi vàng là mi lấy trong ngăn đá ra đó. Cho nên nó hơi vàng. Khoảng 1 muỗng canh tỏi ha. Rồi nấm mình đã rửa cho nó ráo. Mình cho vào luôn. Thơm quá rồi nè. Rồi mình xào khoảng chừng 2 phút rồi, mình cho gia vị vào nhé. Cái này là bột nêm bé đơ đan bô hòn. Bạn có thể thay thế bột nêm bình thường nha. Mình cho vào đây khoảng nửa muỗng canh và dầu hào chai. Một muỗng ha. Và ở đây là rượu nấu ăn. Nếu các bạn không có nhu cầu rượu thì mình cũng không cần để vào. Mình cho khoảng 1 muỗng canh. Mình cho nước vào, nước lạnh hoặc là nước rau củ cũng được nha. 1. Khoảng 5 muỗng canh nước. Khoảng 1 phần 3 muỗng canh đường nâu. Trộn đều cho gia vị nó tan xong rồi mình cho đậu hũ vào. Mình rải cái nấm ra cho nó đều các bạn ha. Nhận lửa hơi nhỏ một chút. Và mình cho nó cẩn thận tại vì cái đậu hũ này nó mềm nó dễ bể á. Mình để vô là mình không có quậy nữa được. Rồi mình đậy nắp lại chút xíu cho cái đậu hũ nó nóng lên ha.
Rồi khoảng 2-3 phút rồi các bạn. Mình cho nước nhiễu vô đây luôn đi cho nó có nhiều nước một chút xíu. Rồi lúc này mình có thể nghiêng qua đây chút, mình lấy cái nước mình rưới lên ha. Rồi mới cho cái ớt này vào nha. Mình cho chút ít tiêu. Rồi bây giờ mi quậy cái này lên để mình đổ vô ha. Trong cái chén này mi đã để khoảng 3 muỗng canh nước và khoảng 1 tới 2 muỗng cà phê bột sắn dây hoặc là bột bắp hay bột năng đều được hết nha các bạn. Wow, ngon quá rồi nè. Rồi mi cho lá quế lên nha. Rồi mình tắt lửa luôn ha. Mình rưới chút xíu nước lên nữa ha. Nước sền sệt ngon lắm các bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn. Lá quế rất là thơm. Mời bạn nha. Hấp dẫn lắm đó. Giờ mình ăn thử ha. Cho chút ít tương ớt lên nữa nè. Wow, hấp dẫn chưa. Mi cho các bạn xem để bạn nào không biết thì mình cũng có thể mua cái loại này nha. Còn bạn nào biết rồi thì mình xem cho vui. Tại vì cái loại này là tàu hũ, giống như là tàu hũ kia vậy đó các bạn. Thì nó cũng làm bằng đậu nành luôn. Và cái loại này thì mi thấy ăn nó rất là mềm. Nó giống như là mình nói không có bịch ni lông trong đó vậy đó. Nó rất là mềm và cái sản phẩm này là của Malaysia chứ không phải là của Trung Quốc. Ông xã mình nói Malaysia với Trung Quốc là anh em. Nhưng mà nói chung là mi ăn thì mi thấy cái loại này thấy được đó các bạn. Thì để đưa cái hình cho các bạn xem để ai có muốn, giống như là nhiều khi mình cũng thay đổi khẩu vị chút xíu, mình muốn ăn tàu hũ kỳ mà mình sợ tàu hũ kỳ có chất nhựa hoặc là của Trung Quốc thì mình cũng có thể đổi cái này. Cái loại này là người ta để trong ngăn đá nha các bạn. Chỗ những cái đồ bán đồ chai mà trong ngăn đá đó thì mi thấy có cái này rất là nhiều. Hy vọng là bạn tìm được nha. Thì mi mới lấy ra đây thì mi cho các bạn xem nè. Ở đây là mình chưa có rã đá cho nên nó còn cứng. Mình rã đá mình để khoảng chừng ra ngoài một chút thì nó mềm lại. Xong rồi nó cũng dẻo. Mà mình lấy cái này xong rồi các bạn có thể ướp với sả ớt đem chiên, hoặc là mình đem hấp cũng được nữa các bạn. Cái loại này hấp ăn cũng ngon lắm. Mình hấp với nấm, hoặc là mình ướp với bơ rô, xong rồi mình đem đi chiên lên nó cũng rất là thơm. Mà nói chung cái tàu hủ kỳ này nó mềm, mình ăn là mình biết nó mềm. Còn cái loại mà hồi lâu rồi mi có chia sẻ với các bạn á, để mi lấy cái hình cho các bạn xem luôn. Đây nè, cái loại tàu hũ kỳ này á thì các bạn đừng có mua nha. Cái tàu hũ kỳ này á nó dai nhách à. Người ta để trong ngăn thường chứ không có phải trong ngăn đá gì hết. Mà khi mình mua đó là nó giống như nó cũng mềm, nó không có cứng gì hết. Mà mình gói cái gì nó cũng dai, nó dẻo. Nhưng mà mình luộc á, mi luộc cả 30 phút, 40 phút rồi mà nó vẫn còn cứng ngắc à. Nó không có mềm, nó mềm nhưng mà nó mềm giống như nó có dai mà mình tưởng tượng là người ta pha bịch ni lông ở trong đó dai vậy đó. Mình không biết người ta có bỏ cái gì hay là bịch ni lông thì mình cũng không biết nha. Nhưng mà mình thấy như vậy rồi không biết vô bụng á, mình sợ nó không tiêu. Thật ra thì có nhiều rau củ tươi để mình ăn, nhưng mà nhiều khi mình cũng có nhu cầu làm chút ít dễ duyên thì mình cũng phải để ý một chút nha.
Bạn nhớ chia sẻ cùng bạn bè nha. Và thấy hay thì nhấn like giùm My. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì nhấn vào luôn để nhận thêm nhiều video mới của My nữa. Hẹn các bạn ở nhiều video chai khác, hoặc là trồng cây hay những mẹo giặt đơn giản. Bye bye. Ngon, thơm. Mời bạn. Có nấm vô nữa là rất là ngon luôn. Ngon quá, đang đói bụng.